Rồi mình không có giới thiệu đến những các bạn những cái equalizer. Hôm nay mình về một cái con đến từ thương hiệu của Mỹ là ADC. Model là 110MK2. Con này thì có hai cái quai rất là đẹp. Cái size của nó khoảng 40 và mỗi bên là 20 cân. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về những cái dòng equalizer. Con này giá 4 triệu 7 nha. Các cái cần này nó đều có cái đèn sáng. Bây giờ mình thử nhạc này. Mình giờ hướng dẫn các bạn bên ngoài này là dạy cao này, bên tay phải là dạy cao đó, nó đối xứng bên tay phải của cái này đó. Đây bên này nó đối xứng đây, cái tần số 16, 8 và 4 này là dạy cao này. Bây giờ tăng dạy cao này. Trời bây giờ trời đã sáng xuống, cái ở giữa này là dạy mid. Anh và mãi ngủ bên kia rừng. Chờ giấc ba mươi mộng ảo, ngày thơ vẫn đẹp vô cùng. Nên ở xuân là này, bác này. Mỗi em còn thơ. Ai giờ bác? Tình yêu nào dạ, chẳng bác về đến xuân. Bác bác ta cần nhau gặp nhau vài lần. Bác bác đây này. Nhìn em bay qua đầu ngõ thì xuân nở ngập trong lòng, thương anh vào những ngày lập đơn. Quê hương trong thời đau thương, mùa xuân chia ly. Bây giờ mình quay sơ các bạn nhìn cái tinh lưng nó với phía sau. Giá chỉ 4 triệu 7 thôi. Chúng ta cắm in bút vào đây, out bút xuống là âm ly.
đầu đĩa hoặc là đầu dây mã vào input thì output xuống âm ly nha. Điện là 120V, 4,7 triệu thôi. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình.